Chào anh em. Một số hôm nay thì các bác rất nhiều bác hỏi là cái lỗi YouTube van nó bị lỗi. Đấy thì hôm nay có vợ anh ấy xem qua YouTube của bên em thì qua bên em fix lỗi cho. Thì hiện tại là cái YouTube van đây các bác nhá. Đây này. Đang sử dụng rất là bình thường các bác nhá. Vừa rồi thì anh ấy mới bị lỗi thì anh ấy qua lại của bên em để kiểm tra. Anh tên gì anh nhỉ? Tên là Tú. Tú ạ. Vâng vâng. Thế em xin phép là review qua là YouTube van đã hoạt động bình thường nhá. Chào các bác. Thì đây nha các bác nhá. Hiện tại thì rất nhiều anh em đang có một cái thắc mắc chung, đó là cái EV van. Đấy, cái quảng cáo mà có khả năng chết ẩn. Đấy và không quảng cáo các bác nhá. Thì hiện tại là cái EV van đã bị ngừng hoạt động do dính một số phần mềm pháp lý của Google các bác nhá. Thì đây này, thông tin rõ ràng nhá. Thì nó hiển thị trực tiếp trên màn hình này, như thế này các bác này, xảy ra sự cố với lỗi máy chủ 400 này. Đấy. Và mấy hôm nay thì cũng rất là nhiều các bác có gọi điện trực tiếp cho bên em, vì bên em là đại lý chính hãng của Jetech các bác nhé, thotcarplus.vn đấy là đại lý chính hãng của Jetech, và nhận được rất nhiều các phản hồi của các bác là với cái lỗi này thì có xử lý được không đấy, và hỗ trợ cho các bác như thế nào. Thì hôm nay em xin phép là quay một cái video để hướng dẫn cho các bác là cách khắc phục cái lỗi sự cố máy chủ 400 này. Đấy thì hiện tại là em đã copy ra một cái file USB và copy ở trong này các bác nhé. Thì sau ở cái mục video này ấy, nếu các bác có nhu cầu mà cần hỗ trợ thì các bác có thể là liên hệ hotline của bên em. Số Zalo của bên em là 0986306261. Thì em sẽ để ở cái phần mục mô tả để các bác liên hệ nhé, qua kết bạn qua Zalo và em gửi file cho các bác. Đấy. File này thì hiện tại là em một thời gian nữa thì em sẽ up lên Google Drive nhé, để các bác nếu cần có thể tải về dễ dàng. À, hiện tại thì em chưa up lên, thì nếu một số các bác là cần ngay thì có thể liên hệ Zalo, kết bạn Zalo với em thì em sẽ hỗ trợ các bác. Thì đây là cái lỗi cơ bản mà hiện tại là một số anh em đang mắc phải này, và rất nhiều luôn, và tất cả các màn hình Android đang sử dụng đều mà đã sử dụng YouTube van đều bị lỗi này. Đấy thì bây giờ cái cách khắc phục như nào thì em xin phép giới thiệu sơ qua cho các bác. Thì đầu tiên là các bác giúp em là copy cái file mà em gửi cho các bác, hoặc là để trên Google Drive đấy để các bác tải về. Đấy đầu tiên là những cái màn hình đang sử dụng ấy là nó đều bị mở lên là bị lỗi như này. Đấy lỗi như này đấy thì không mở được. Đầu tiên các bác vui lòng xóa giúp em cái ứng dụng đấy đi. Đấy xóa ứng dụng các bác kéo này. Một số các bác thì có cái cách xóa khác nhau, nhất là các dòng sản phẩm của Jetech. Đấy Jetech như cái bên em này thì em có cái file tải trực tiếp nên các bác em hướng dẫn các bác rất là nhanh, nhưng mà một số các màn hình ấy mà nó không có file trực tiếp, đấy không có cái phần mục bảo hành để cài đặt trực tiếp thì em sẽ phải copy gửi cho các bác cái file như thế này đây, đấy để cho các bác một số các bác là sử dụng rất nhiều các dòng màn hình khác nhau thì có thể là xem video và có thể là cài đặt cho xe của mình các bác nhé. Đầu tiên em đã xóa cái Rivan này rồi các bác nhé, đấy các bác không còn thấy Rivan nữa, thì bây giờ em sẽ quay lại cái mục là file. Đây thì ở đây ấy, em có hai mục. Đó là cái mục Managa. Đây, cái mục này các bác nhé. Các bác cũng vui lòng van Managa. Đấy, các bác vui lòng cài đặt giúp em. Cài đặt. Đây nhá. Chấp nhận. Xong rồi, các bác bấm tiếp cài cho em cái UV van mà em là cái mẫu này đây. Thì sau em cũng sẽ gửi cho các bác này, các bác cũng cài đặt luôn. Các bác chờ một chút nhé. Đây các bác xong rồi nha các bác nhá. Thì các bác bấm xong giúp em. Bấm xong này. Đấy xong bác quay trở về dòng lao động chính này. Các bác vuốt sang cái mục YouTube 3, các bác bấm vào cho em. Đấy các bác bấm đóng giúp em. Có một cái.
bây giờ nó vẫn bị lỗi này đúng không các bác? Đấy, các bác vui lòng trở ra cho em vào em xem cái mục này van manager. Đấy, các bác bấm vào đây giúp em, các bác bắt đầu. Đấy, bấm tiếp tiếp đóng. Thì bây giờ nó có vấn đề như này, các bác vui lòng up lên giúp em, cài đặt giúp em. Đấy, các bác quay trở ra, các bác kiểm tra thử lại. Đấy, thì là các bác thấy không ạ, em đã xử lý hoàn thiện cho các bác. Đấy, nếu còn bác, các bác tải nhá, các bác để ý này, ở cái mục này các bác nhá, nếu mà các bác không có cái phần file van và manager các bác ạ, thì các bác tải revan nó đều bị dính lỗi các bác nhá. Đấy, thì vừa rồi em đã thao tác qua là các bác thấy là các bác phải sử dụng qua cái mục này đấy để các bác xử lý. Thì hiện tại là bên em đã xử lý xong và bác vừa nhìn thấy xong là bên em đã hoàn thiện, là bác góc vào này đấy và các bác đã dùng bình thường các bác nhá. Đấy, đây các bác chạy ẩn được này. Cái khổ là rất nhiều các bác muốn dùng cái này ấy, bởi vì là với những cái dòng sản phẩm màn hình ấy mà chip 4 nhân đấy, thì nếu các bác thoát như này, nếu mà các bác dùng YouTube thường các bác thoát ấy, là các bác không xem được YouTube nữa và không nghe nhạc được nữa. Đấy, nếu các bác mà sử dụng hai ứng dụng vừa dẫn đường vừa xem YouTube hoặc là nghe nhạc, đấy thì các bác gặp một cái trở ngại rất lớn là như thế này. Đấy, nên là rất nhiều các bác hỏi và quan tâm. Thì nếu mà các bác ở Hà Nội mà các bác không thao tác được thì các bác có thể vui lòng ghé qua trực tiếp bên em kabus.vn. Địa chỉ của bên em ở ngõ 156 Võ Trí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Đấy, thì các bác đến trực tiếp bên em có thể hỗ trợ miễn phí cho các bác, hỗ trợ cho các bác nhé. Đấy, còn nếu mà các bác mà dành công nghệ thì các bác có thể xem qua video như này hoặc là kết bạn với Zalo của bên em là 0986306261 hoặc là gọi đến cho em qua cái số hotline là 0869679626 thì em sẽ có cái video và cái file gửi cho các bác để các bác cài đặt. Thì các bác cũng như em vừa rồi em giới thiệu là các bác chỉ cần copy vào cái USB như này thôi. Đấy, và cả những cái file mà như em đã thao tác qua để các bác vừa xem thì các bác thao tác đúng như thế thì các bác đã fix hoàn thiện xong cái lỗi máy chủ 400. Đấy, đây là cái video mới nhất các bác nhá. Video mới nhất của ngày hôm nay là ngày 17 tháng 3 các bác nhá. Hôm nay là ngày 17 tháng 3. Đấy là ngày video này, video mới nhất khắc phục cho tất cả các anh em đang dính phạm. Đấy, không phải là video cũ các bác nhá. Nên là các bác yên tâm để các bác fix lỗi này. Nếu các bác có cái nhu cầu mà nâng cấp màn hình Android, đấy, các cái thiết bị phụ kiện đồ chơi xe hơi, nâng cấp ánh sáng, âm thanh thì các bác có thể là vui lòng ghé qua bên em kabus.vn. Đấy, các bác thể vào website của bên em có thể là xem một số cái sản phẩm hoặc là tin tưởng và ủng hộ bên em. Đấy, ghé qua bên em nâng cấp đồ chơi xe hơi. Em chào các bác nhé, chúc các bác fix cái lỗi thành công.